Bây giờ thì mình sẽ tiến hành làm xào cái trứng cút của mình nhá. Cho vào đây một chút dầu ăn. Tiếp theo là mình sẽ cho phần chim một câu hùng vật. Tiếp theo cho một chút bột ớt. Nếu chịu các bạn ăn được cay ấy, thì chúng ta nên cho thêm một thìa sa tế vào, nửa thìa cũng được, mình cho nửa thìa thôi. Còn nếu không thì mọi người sẽ không cần phải cho đâu nhé. Sau khi mà cái phần thịt chim mình xào đã chín lên như thế này rồi thì mình sẽ cho lốt cái phần rau răm với phần hành lá mà lúc nãy mình thái vào nữa nhé. Ok, vậy là xong rồi, chúng ta sẽ cho ra ngoài để thưởng thức nhá. Rất là chuyện tuyệt anh chị ạ. Cái món chim cút xào với rau răm này ăn nó rất là hợp, rất là ngon, thơm, cực kỳ thơm, thơm cái mùi rau răm, cái mùi chim cũng rất là thơm và ngon. Ăn thịt chim thì nó rất là ngọt. Thì đây cũng là một cái món mà chúng ta ăn vã cũng được, mà để ăn cơm cũng rất là tuyệt vời. Thì cái video của mình đến đây là đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh chị các bạn đã theo dõi cái video của mình nhé. Nếu cảm thấy video của mình hữu ích thì nhớ bấm like, comment cũng như chia sẻ mọi người xem nhé. Và nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ tập trung mình giải quyết cái bữa cơm của mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo nhé.